Hello các bạn, Fanny xin chào các bạn nha. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Fanny nha. Các bạn có khỏe không nào? Lúc này là buổi sáng, mình đã tới cái nơi này ở được vài hôm rồi, các bạn này cũng đã ổn định tinh thần. Thì mình tính là sẽ đi quay chung quanh cái khu này cho các bạn mình xem là cái top park ở Hà Lan mình, ở Berghau như thế nào nha. Đây, trên tay mình là có cái bản đồ. Thì cái khu này á là có khoảng 200 có 241 căn nhà. Một chút xíu nữa mình sẽ đi quay chung quanh ở đây. Thì có những cái con rạch nè nhỏ nhỏ ở chung quanh. Nó cho mình đi dạo ở nơi này. Thì mình sẽ ở đây khoảng 4 hoặc 5 tuần nha các bạn. Thì hôm nay là mình mới rảnh nè, là mình mới đi. Thì thời tiết hôm nay á là coi như là mình thấy không có mưa, ổn định, đỡ hơn ngày hôm qua và mấy ngày hôm trước nhiều. Mấy hôm trước á, thì mưa rồi gió lạnh, hôm nay thì mình thấy là cũng được, ổn, không có đến nỗi lạnh cho lắm. Cho nên mình tính là đi dạo một vòng khu này, quay cho các bạn mình xem là cái khu nghỉ dưỡng của người Hà Lan như thế nào nha. Khu này á, thì mình nghĩ rằng là nếu mà mùa hè á, thì rất là đẹp nè, tại vì có rất là đầy đủ. Ở đây mình cho các bạn mình xem nha. Đây là cái lối mình đi vô ha, chỗ này thì mình có thể có nhiều cái information ở đây nha. Mình tới đây mình check in ở đây. Ở đây thì có nhà hàng rồi, có đầy đủ lắm các bạn. Ở đây nè, đây trong đây thì họ cho mình một cái gọi là mình ở đây thì mình phải làm như thế nào trước khi mình đi ra và mình ở trong này. Thì đây là có những cái rê khô, có những cái luật của họ họ đưa ra mình phải làm theo nha, trước khi mình dọn ra hoặc là mình vô cũng vậy. Mình tới đây thì mình nhận chìa khóa thì họ cho mình một cái một cái đồng tiền các bạn, một cái đồng tiền để cho mình tới đây mình muốn bỏ rác thì có chỗ riêng nha. Thì đây là mình phải có thùng rác để đồ ăn riêng nè, rồi thùng để thùng nhựa, mấy cái bịch nhựa, rác thải nhựa đó các bạn, là mình phải để riêng hết nha, mình không có để chung. Thì mình sẽ nhận được cái đồng tiền đây, apartment. Ở đây cũng có chỗ cho mình giặt đồ nha. Đó. Thì mỗi lần mình giặt như vậy á, là mất hết 4 đồng. Rồi tiền xà bông nữa là 2 đồng nữa, 2 euro đó các bạn. Thì cứ mỗi lần giặt là mình sẽ trả nhiêu đó tiền. Ở trong khu này á, thì mình không có được phép chạy nhanh. Chỉ được maximal á, là 10 cây số một giờ thôi nếu mình lái xe hơi vô trong này. Đây họ cũng không cho mình là không có được chặn đường nè, phải để đường thông. Rồi mình có nghe radio á, thì mình cũng phải để nhỏ nhỏ thôi hoặc là mình tắt hết, tại khu này rất là yên tĩnh nha các bạn. Mình phải đậu ở trên chỗ lề nhà của mình, chứ mình cũng không được phép đậu ở bên hông cái đường đi, cái lối đi đó các bạn. Đó, đây là những cái information để cho mình biết ha. Information để cho mình biết mình ở đây mình phải như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi một vòng nha để quay cho các bạn coi ở đây lúc này nó yên tĩnh như thế nào. Thật sự bây giờ ở đây hay là mình ở trong hotel đều cũng vậy hết, giống như là mình đi cách ly vậy các bạn. Không có cái gì cho mình vui chơi giải trí hết á. Đây, đây là cái nhà. Mình thấy cũng rất là ok nha các bạn, rất đẹp lắm. Sạch sẽ, gọn gàng. Bây giờ mình đó, trước mặt mình là mấy cái nhà nó đều như vậy hết. Mình không nghĩ ở đây tới 241 căn đâu nha. Vậy mà cũng rộng ghê ha. Người ta gọi ở cái khu này là cái top park, khu nghỉ dưỡng, vacancy park ha, cho gia đình, cho ví dụ mình có cái chuyện gì mình đi tới đây mình ở, mình mướn mình ở một thời gian. Rồi bây giờ mình đi một vòng nha các bạn.
mình đi một vòng dạo ở trong cái khu này coi là có cái gì hay hay không. Các bạn đi theo mình nha. À, đỡ quá à. Hôm nay trời rất là tốt luôn, ấm áp, không có lạnh gió hoặc là mưa. Mình tranh thủ mình đi đi chứ thời tiết ở đây không có nói trước được. Có lúc đang đẹp vậy đó, rồi có tí nắng xong rồi cái là chở mưa gió lúc nào mình cũng không biết nữa. À đằng kia nữa kìa các bạn, người ta cũng đã xới đất lên rồi, mới xới luôn á. Bên đó thì họ mới xới, cho nên chim á, mấy chú bồ câu với lại hải âu nè, bu về đó là chắc ăn sâu bọ gì đó. À không biết chứ mấy cày này cứ đi đâu đây. À các bạn thấy không, họ lịch sự không, cái chú mấy cày này á, chú lái hơi chậm cho nên là chú đã bẻ vô bên hông lề đường để nhường cho cái chiếc xe hơi đó đi qua. Họ rất là lịch sự ha. Ồ đằng sau này có, đằng trước mặt mình nè các bạn, có mấy cái nhà cũng đẹp không. Thì ở đây á là nhà có dạng to nhỏ nha các bạn. Như cái nhà này nè, nhà này á là có 4 phòng, 3 phòng ngủ cho 6 người, cũng giống như là cái nhà nãy mình mướn vậy đó. Đó. Đây nè, nhà này cũng mới nè, họ cũng mới làm nè. Mình nghĩ là họ đang xới đất để mà xây nhà nữa nè các bạn. Đây những cái khu này trống nè, là họ sẽ xây hết á, họ làm nhà để cho mướn á. Ở đằng sau kia nữa kìa các bạn, đẹp lắm, nhà đẹp không à. Đây nhà này cũng mới nè, mình đi dạo một vòng nha. Cái chú lái cái xe cẩu, cái xe ủi đó, chú kêu mình là đi qua đi, chú nhường, chú cũng sợ. Có vườn nữa nè, cho mình ngồi mùa hè mình ra đây ha, mình nướng thịt, ăn uống gì đó, chơi ở đây cũng vui ha các bạn. Ai mà yêu thích sự yên tĩnh thì đến đây. Đây là được người ta nói là gọi là top luôn á, top park. Những cái gì mà mình cần thiết để sử dụng đều có hết nha các bạn. Wow, đẹp không? Mình hy vọng á là mình đi tới cuối đường, có đường bọc qua bên kia ha. Còn không thì mình phải quành lại thôi. Nhưng mà giống như mình đi dạo vậy đó. Tại vì thời tiết hôm nay rất là tốt, ổn định, đẹp. Không mưa là được rồi các bạn, là mình cứ đi dạo như vậy thôi. Chứ ở trong nhà hoài cũng mệt lắm á. Đây nè các bạn đó, còn những cái khoảnh đất trống này nè là họ sẽ xây nhà lên hết nha. Họ sẽ xây nhà nghỉ lên hết cho mình. Đó là nó sẽ bọc xuống dưới kia rồi bọc qua bên khu bên kia luôn. Bây giờ mình sẽ quanh lại nha. Mình quanh lại khúc kia xong mình qua bên phía bên đó, mình quay cho các bạn xem nha. Chứ khúc dưới này thì không có gì nữa rồi. Thế mình băng ngay chỗ này đi. Chỗ này có được. Đây là họ sẽ làm đèn nè, đèn đường. Nhưng mà cũng chưa làm luôn đó ha. Đây nè, cột đèn đường. Chưa làm, tất nhiên là khu này còn rất là mới. Băng qua đây coi. Wow, họ còn đang làm đường nè các bạn. Đường xá còn đang dơ quá ông, tại vì nó còn mới, cái khúc dưới này là mới. Đằng kia là cũ rồi. Khúc trên đó là cũ, còn khúc dưới này là mới. Cho nên đường họ đang xây cất, sửa chữa, làm lại. Bây giờ mình đi qua bên khu bên này nha. Khu bên này thì khu trước mặt mình đây nè các bạn thì là cũng là cũ rồi. Chỉ có khúc hồi nãy xuống dưới đây thôi là mới. Ồ, mấy cái nhà ở đây bự lắm.
đó, dọc dài xuống dưới luôn đó các bạn. Một bên nè, bên này á thì là nhà cũ rồi, nhưng mà phía bên này nè là nhà mới không à. Đó, những cái đất trống đó là họ sẽ xây nhà như vậy nè, lên xây giống giống nhau lên. Rồi ai muốn mua thì vô đây mua, hoặc là muốn mướn, ai có tiền đó thì họ mua xong rồi họ để cho mướn mùa đông hay mùa hè, hoặc là họ mùa hè đó thì họ về đây họ ở, kiếm cái sự yên tịnh ha các bạn ha. Đó à, mấy cái nhà như vậy nè các bạn thì nó nhỏ thôi chứ nó không có lớn đâu. Đó, nhà vậy nè thì nó nhỏ. Wow, dễ thương quá ha. Đó. Nhà mà có cái ngay chỗ cái con rạch này chứ, mùa hè mình ra mình ngồi mình câu cá hay gì cũng được ha các bạn, cũng vui. À, mùa này thì lạnh quá, ai cũng ở trong nhà hết. Ô, họ có rải muối nè, họ sợ là lạnh quá rồi đóng đá đóng băng cho nên họ rải muối để đi cho khỏi trơn đó các bạn, chứ không có đi trơn lắm à. Ở đây họ cũng làm tốt quá ha, họ sợ nè, này rải muối đó, muối trắng. Nghe nói là ngày mai hay sao đó các bạn là sẽ đổ tuyết đó, mà thấy hôm nay thì trời ấm. Nhưng mà nếu tuyết có đổ thì mình nghĩ chắc cũng phất phơ chút xíu thôi, chứ không có nhiều đâu. Đâu có giống như ngày xưa. Ngày xưa thì tuyết đổ dữ lắm. Mình nói ngày xưa là mấy chục năm về trước đó nha các bạn. Hồi mà mình mới bắt đầu đặt chân tới Hà Lan này nè, thì là có tuyết nhiều lắm. Mùa đông thì mình đi trượt băng vui lắm ạ. Còn những mười mấy năm đổ lại đây thì mình thấy gần như là không còn nữa, chỉ đổ chút chút phất phơ vậy thôi. Nhiều lắm là được 10 cm, sau đó thì một hai hôm là cũng tan rồi. Không, đằng kia có cái nhà lớn lắm nha, mấy cái nhà đằng kia lớn không. Này cũng rải muối hết nè. Họ sợ. Mùa này thì cây cối trơ trọi hết trơn à, rụng hết à. Có những cái cây như vậy á thì còn có lá còn sống được, chứ còn mấy cây to mấy cây kia thì mùa đông là mùa thu, mùa đông rụng hết à. Hoa mình thấy trong này người ta ở nhiều quá ha, nghĩa là họ không có mùa lạnh rồi họ không có tới đây ở. Ai cuối cùng họ cũng vô đây ở nhiều quá ha. Này, có xe hơi là có người ở hết. Đó đó, họ đang để bản tơ cốt là họ để bán đó các bạn. Nếu mình muốn mua thì mình sẽ ra ở ngoài cổng á, nó có cái nhà. Ở đó thì mình có lấy được information ha, là mình mua. Đó đó, mình hỏi coi là mình muốn mua căn nhà này thì tới đó họ có hết cho mình. Nè, đất ở đây cũng chuẩn bị xây nè, chuẩn bị xây nhà nè. Hay ố đâu có đâu, đất ở đây là chút họ sẽ lát gạch lại làm một chút xíu vườn, tại vì nhà này là mới xây nè. Đó, nhà này mới xây xong rồi, ở đây họ sẽ làm vườn, làm sạch sẽ lại.
cũng thích thôi các bạn. Thí dụ như mình có một cái nhà nhỏ nhỏ như vậy nè, mùa hè mình không muốn ở nhà, đằng kia thì mình tới đây, mình vô đây mình chơi, mình nghỉ dưỡng, tránh xa thành phố ồn ào, đi đến đây thư giãn, yên tĩnh ha các bạn ha. Đây là những cái xe này, họ là những cái dịch vụ ở trong cái khu này đó. Đi một hồi cũng lạnh nha các bạn, tay mình cống hết trơn rồi. Nói là thời tiết đỡ đó, ấm hơn, nhưng mà đi ở ngoài này lâu quá là tay chân cũng cống luôn á. Cái nhà này là nhà lớn này, ở trên có hai phòng ngủ, ở dưới một phòng. Nhà này thì có máy lạnh mùa hè. Đó là lối đi vô đó các bạn, trước mặt mình á. Vào cái nhà đó là mình tới đó, mình nhận chìa khóa, rồi những cái gì cần thiết thì mình có thể ra đó mình information để mình hỏi ha. Thì ngay chỗ đó có cái hồ bơi luôn đó. Đó, ngay chỗ đó có cái hồ bơi. Nhưng mà giờ đóng hết rồi, mùa đông ai mà bơi nữa ha. Đó, cánh đồng trống không à. Ra đây thì chỉ nghe tiếng chim kêu thôi. Đó, đằng trước mặt mình, đằng trước mặt mình đó là cái nhà mình ở. Mình đã đi một vòng cho các bạn xem, quay cho các bạn xem là cái top park ở Berkau nhìn như thế nào cho các bạn xem rồi nha. Tony cũng cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy ủng hộ Penny bằng cách like nha, và đăng ký kênh của Penny để Penny có động lực làm thêm những cái video tiếp theo. Penny cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo nha.